Ba mẹ có nhớ là đã hứa với cả bọn con cái gì không ạ? Có phải là nếu như mà tụi con thi đạt thành tích tốt á thì sẽ được tự do 2 ngày đúng không? Đúng là không hiểu nổi bọn trẻ bây giờ nó nghĩ cái gì ha. Con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha, đứa nào nó cũng ngoan ngoãn gì đâu á. Bắt đầu tiệc rượu mở màn đêm nay thôi. Tao bị bắt làm ngôi sao, suốt ngày phải xuất hiện trên báo. Bọn mày ước được như tao, bọn mày đâu biết tao chán đến như nào. Tao kết bố tao, người luôn quyết định số tao. Chẳng quan tâm tao nghĩ gì, chỉ quan trọng điểm số. Bọn bé là một lũ già táo, ích kỷ. Mấy đứa đó lúc nào xem tôi như thằng yếu đuối chết nhát. Diêm ơi, Diêm. Ông làm cái quái gì vậy hả? Là không giúp được thì thôi là còn phá. Từ từ Diêm. Diêm ơi. Mày muốn chết hả? Sáng sớm thì lên trường, tối thì lên giường với phụ huynh. Tôi khinh.